Nếu chúng ta chưa từng mất niềm tin thì chúng ta sẽ không biết được rằng có niềm tin là như thế nào. Nếu chúng ta chưa từng khó khăn thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được vượt qua khó khăn nó là hạnh phúc là như thế nào. Đôi khi chúng ta sẽ bị mất niềm tin với bản thân của mình. Và các bạn cũng tin một điều rằng ai cũng đã từng trải qua những giai đoạn như vậy. Ai cũng đã từng cảm thấy khó khăn trong một cái giai đoạn nào đó, đôi khi là khó khăn với chính mình. Nên bạn không phải là người duy nhất. Hãy nhớ bạn không phải là người duy nhất như thế. Tuệ An cũng đã từng mất niềm tin vào chính mình. Và cả chồng của mình cũng đã từng mất niềm tin vào chính mình. Vợ chồng Tuệ An đã từng trầm cảm, cả hai con người đều trầm cảm. Và có một món quà đặc biệt dành cho những người bị trầm cảm, đó là sau khi mà hết trầm cảm rồi á, sẽ có năng lực để chữa lành những ca bị trầm cảm khác. Tại vì lúc đó ấy, sẽ hiểu rất rõ trầm cảm là như thế nào, tự ti về bản thân là như thế nào, mất niềm tin vào bản thân và mất niềm tin vào cuộc sống là như thế nào. Khi mà vợ chồng chồng của Tuệ An bắt đầu phá sản, khi mà anh ấy bắt đầu ở nhà ngồi lì trong một căn phòng, và anh ấy như vậy nhiều tháng liên tục. Và đến lúc đấy, cái thời điểm đó là cái thời điểm Tuệ An sinh xong hai bạn nhỏ. Tại vì Tuệ An mỗi năm sinh một bạn. Thế khi mà có hai đứa con nhỏ như vậy, nheo nhóc như vậy, kết hợp với một ông chồng phá sản, thì lúc đó Tuệ An cũng trầm cảm sắp chết rồi. Và câu chuyện này có được viết lại ở trong cái cuốn sách 90 ngày làm chủ cảm xúc. Ngay phần đầu tiên có cái câu chuyện thật của Tuệ An như vậy. Và khi mà bế tắc và trầm cảm như thế, bây giờ nghĩ lại, Tuệ An cũng đôi lúc không biết là mình đã vượt qua được cái giai đoạn đó bằng cách nào. Nhưng mà đôi khi có lẽ cái giai đoạn đó chỉ nghĩ một điều thôi. Đó là mình không thể chết được. Bởi vì mình chết á, ông chồng mình thì đã như thế rồi. Hai đứa con của mình thì bé như vậy. Mình chết đi thì lấy ai nuôi con? Và cái sự trầm cảm nó kéo dài từ vợ sang chồng, từ chồng sang vợ. Bạn biết sống chung với một người trầm cảm, mình mà không vững là mình cũng trầm cảm luôn. Mà lúc đó thì Tuệ An rõ ràng là một người không vững khi mà vừa sinh xong hai em bé và vừa đủ mọi cái biến cố trong cuộc đời, phá sản, nợ nần nó ập đến. Và vào cái thời điểm đó, sắp chết đến nơi rồi, thì chỉ nghĩ đến một cái động lực duy nhất, đó là tình yêu thương. Tình yêu thương với hai đứa con, tình yêu thương với cha mẹ, với chính mình, có cả tình yêu thương với chồng, nhưng tình yêu thương với chồng lúc đấy nó chỉ bé xíu thôi. Tại vì còn đang vừa thương và vừa hận ông ấy nữa cơ. Và sau đó thì cái tình yêu thương đó giúp cho Tuệ An vượt lên được. Nên bây giờ Tuệ An làm việc rất nhiều với những ca trầm cảm. Bởi vì Tuệ An đã từng là một người như thế, nợ nần, phá sản, đã từng một mình gồng gánh và đã từng hiểu là mình trầm cảm có nghĩa là gì. Mình tự ti về bản thân đến cái mức mình nhìn mình trong gương mình còn không dám nhìn nữa. Đó là câu chuyện thật. Và Tuệ An kể câu chuyện đó với bạn chỉ để nói rằng không ai trong cuộc đời này là sẽ vui mãi. Không ai trong cuộc đời này là lúc nào cũng tràn đầy năng lượng rồi tràn đầy niềm tin vào cuộc sống. Bởi vì nếu chúng ta chưa từng mất niềm tin thì chúng ta sẽ không biết được rằng có niềm tin là như thế nào. Nếu chúng ta chưa từng khó khăn thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được vượt qua khó khăn nó là hạnh phúc là như thế nào. Và sự thật đó, đó là sự tự ti, sự trầm cảm đôi khi nó lại là món quà. Bởi vì nếu mình vượt qua được thì nó là món quà thật sự đấy. Cách để bạn vượt qua này, bạn có muốn biết cách để mình vượt qua không? Cái cách đầu tiên để Tuệ An vượt qua cái giai đoạn đó, cái giai đoạn trầm cảm sắp chết đó, đầu tiên đó là cái động lực rất lớn đến từ tình yêu thương. Vậy bạn yêu ai nhất? Bạn hãy viết xuống. Bạn yêu chính mình không? Bạn yêu chính mình như thế nào? Bạn có những cái điều tốt đẹp gì? Lúc này đầu mình không nghĩ được đâu, vì còn đang tự ti á, đang mất niềm tin. Vậy làm ơn viết xuống. Cái bút chì và một tờ giấy á, hình như nó có năng lực còn kinh khủng hơn một bộ não thông minh nữa. Vậy nên hãy viết xuống. Bạn yêu mình về điều gì? Bạn biết ơn chính mình về điều gì? Bạn sẽ
Làm điều gì để bạn trở nên tốt hơn mỗi ngày? Lúc đó Tuệ An bắt đầu bằng việc đặt bút và viết xuống những cái điều tưởng chừng như rất dở hơi, nhưng mình bắt đầu đặt bút và viết xuống. Và khi viết, đưa tất cả cảm xúc tốt đẹp vào đó, và dường như cái động lực được trỗi dậy một cách mạnh mẽ hơn. Để rồi á, bạn yêu ai nữa? Những đứa con của bạn, cha mẹ của bạn, người bạn đời của bạn, bạn yêu và biết ơn họ như thế nào? Cái động lực mạnh mẽ nhất của mỗi con người sẽ đến từ tình yêu thương. Và chỉ cần bạn có tình yêu thương, có nghĩa là lúc đó bạn sẽ có thể lấy lại được niềm tin. Và sau đó hàng ngày á, Tuệ An nhìn mình trong gương và nói chuyện với chính mình này. Biết là dở hơi nhưng vẫn nhìn mình trong gương và nói chuyện với chính mình. Tôi yêu bản thân mình. Tôi chấp nhận bản thân mình. Tôi trân trọng bản thân mình. Tôi biết ơn chính mình. Cứ lải nhải như vậy, như một đứa dở hơi vậy á. Nhưng mà dở hơi mà có kết quả thì vẫn sẽ lải nhải. Và cuối cùng đó là chúng ta tự ti vì chúng ta sợ. Chúng ta tự ti vì chúng ta sợ chúng ta không đủ tốt, chúng ta không đủ xinh, chúng ta không đủ giỏi, chúng ta không đủ đẹp. Chúng ta tự ti vì chúng ta sợ là chúng ta không có đủ những cái thứ đó. Rồi một ai đó sẽ bỏ rơi mình trên cuộc đời này. Một ai đó sẽ không yêu thương mình. Nếu mình cất giọng mình lên thì nhiều người sẽ chê rằng à, giọng mình không hay, mình nói không hay, rồi mọi người sẽ không nghe mình. Nếu mình thể hiện bản thân của mình thì mình sẽ sợ mọi người phán xét và đánh giá. Những người tự ti là những người mất kết nối trầm trọng giữa mình với chính mình. Những người thường xuyên tự ti, thường xuyên mất niềm tin, có phải chăng bởi vì chúng ta nghĩ quá nhiều đến ngoại cảnh bên ngoài? Chúng ta quá quan tâm đến những cái sự phán xét, những cái để ý, những cái lời nhận xét chúng ta từ bên ngoài, mà chúng ta chưa từng cảm nhận chính mình cảm thấy như thế nào về chính mình. Chúng ta chưa từng cảm nhận chính mình một cách sâu sắc. Vì vậy nên chúng ta rất dễ mất niềm tin với chính mình. Các bạn có thấy thế không ạ? Và sự thật này, chúng ta là người sống chung với mình lâu nhất. Bạn bảo là mình gặp ai nhiều nhất? Ồ, bạn gặp chính bạn nhiều nhất đó. Bạn kết nối với ai nhiều nhất? Ồ, bạn kết nối với chính bạn đó. 24 giờ một ngày, 7 ngày trong một tuần, 365 ngày trong một năm, bạn gặp chính bạn nhiều nhất. Vậy tại sao mình không lắng nghe chính mình mà mình lại phải lắng nghe cái tiếng nói, cái sự phán xét đôi khi là độc đoán của một người nào đó ở bên ngoài? Vậy hãy lắng nghe chính bạn, kết nối với chính bạn, và kể từ cái lúc đó bạn sẽ dần dần có lại niềm tin với chính mình. Vì khi bạn kết nối với chính bạn, bạn sẽ nhận ra cả những điểm đẹp và cả những điểm chưa đẹp của bạn. Nhưng một người tốt không phải là một người hoàn hảo. Một người tốt là một người biết mình còn xấu ở đâu, mình còn tệ ở đâu, để từ đó trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày. Một người đang phát triển bản thân không phải là một người đã thành công, một người đã giỏi giang rồi, mà là một người biết rằng mình còn rất nhiều điểm yếu kém để mà mình nỗ lực hơn mỗi ngày. Nhưng mỗi lần bạn nỗ lực một xíu, mỗi lần bạn thành công hơn một xíu, mỗi lần bạn kết nối với chính mình sâu hơn một xíu, là mỗi lần bạn có thêm niềm tin về chính mình. Vậy mình không thể ngồi đó và đợi, ô niềm tin ơi, đến với tôi nè. Không bao giờ mình làm được việc đó nha bạn. Mà chúng ta phải làm, chỉ khi làm chúng ta mới bắt đầu vun bồi được niềm tin cho chính mình. Bạn tự ti về điều gì, hãy biến điều đấy thành mục tiêu để bạn làm. Bạn tự ti vì mình không có giỏi chuyên môn, hãy giỏi hơn mỗi ngày để rồi bạn có niềm tin. Bạn tự ti về thân hình của mình quá béo, hãy giảm cân để rồi bạn sẽ có thêm niềm tin. Các bạn nói là sẽ rất tự ti, luôn luôn cảm thấy thua kém khi so sánh mình với người khác. Vậy làm ơn đừng có so sánh mình với người khác nữa nha bạn. Bởi vì bạn là bạn và người khác là người khác. Mình như thế nào chỉ có mình hiểu rõ nhất thôi. Và người khác bạn nhìn có thể nhìn thấy rất nhiều điều tốt đẹp đó, nhưng có chỉ có chính họ mới biết họ tệ ở đâu. Vậy ngừng so sánh, ngừng so sánh, ngừng so sánh. Bí kíp tiếp theo để tự tin này. Ngừng so sánh, ngừng so sánh, ngừng so sánh, ngừng so sánh. Còn nếu bạn muốn so sánh á, hãy so sánh bạn với chính bạn. Đối thủ cạnh tranh mỗi ngày của bạn là ai? Đối thủ cạnh tranh mỗi ngày của Tuệ An này là chính mình.
Mình chỉ cần làm như thế nào để mình trở nên tốt hơn chính mình của ngày hôm qua, để mình trở nên tử tế hơn chính mình ngày hôm qua, để một tuần qua mình nhìn lại một tuần trước mình thấy tuần này mình tốt hơn, thế đã là một thành công rồi. Hãy so sánh bạn với chính bạn của ngày hôm qua, xem bạn có tốt lên hay không. Còn ngừng so sánh chính mình với người khác. Nếu như các bạn đồng ý với quan điểm này, hãy cùng comment xuống phía dưới cùng với Tuệ An, ngừng so sánh. Chỉ cần ba chữ ngừng so sánh thôi ấy, là trời ơi giúp cho chúng ta hạnh phúc lên rất nhiều rồi. Các bạn tin đi, mình ngừng so sánh mình với người khác, mình ngừng so sánh chồng mình với người khác, mình ngừng so sánh vợ mình với người khác, và mình ngừng so sánh con mình với con nhà hàng xóm, là trời ơi cuộc đời của mình á, nó đã tươi hơn rất nhiều rồi. Câu thần chú ngừng so sánh. Các bạn comment xuống phía dưới là ngừng so sánh. Giúp cho Tuệ An nhé. Ngừng so sánh. Cảm ơn bạn đã xem video của Tuệ An, và bạn hãy nhanh chóng ấn vào nút đăng ký phía dưới và sau đó ấn vào hình quả chuông để là những người đầu tiên xem những video mới nhất. Bạn cũng có thể xem thêm những video được gợi ý ở phía bên này của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại bạn!